vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Làm cameo tập cuối tầng lớp Itaewon, Park Bo Gum ngay lập tức lên top tìm kiếm vì kiểu đầu còn ngố hơn cả Park Seo Joon. Kiểu tóc của Park Bo Gum hiện tại đang là chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội xứ sở Kim Chi. Trở thành diễn viên khách mời của tầng lớp Itaewon tập 16, Park Bo Gum nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Xuất hiện phía cơ đầu còn ngố hơn cả Park Seo Joon. Park Bo Gum ngay lập tức leo thẳng lên top tìm kiếm trên Nava, cổng thông tin điện tử nổi tiếng Hàn Quốc. Nhìn mái tóc mới của Bo Gum, không ít cư dân mạng băn khoăn có phải anh chuẩn bị nhập ngũ nên mới xuống tóc như vậy không. Trước đó vào tháng 1 năm ngoái, nam diễn viên này từng chia sẻ ảnh anh đi nghĩa vụ quân sự vào thời điểm thích hợp nhưng chắc chắn là không quá trễ. Được biết, nhân vật mà Park Bo Gum đảm nhiệm trong tập cuối của tầng lớp Itaewon là một đầu bếp trẻ tuổi tới quán nhậu mới của Oso A do Won Nara xin việc. Hai người có tình cảm với nhau ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Nhiều khán giả thậm chí còn mong chờ phim có phần 2 để xem sự phát triển quan hệ giữa Park Bo Gum và Won Nara.